Đấy. Bây giờ mình cùng ông chú đi kiếm ít vitamin hung hăng cho chim nhé anh em nhé. Hả? Bạn đi lấy tổ kiến. Cần thế thôi gì? Lấy thế đi thôi á. Hả? Cho tại chịu đọc này. Ừ, thế không được. Cho là tài này. Ừ. Đi. Thế nào? Cái mà tôi cho chọn nó thích kỳ cái. Cái lồng này đẹp này bán Cảm đắt đấy nhỉ. ơn là chắc là nó nhìn thì đang mua không. Làm cũng làm lồng đẹp tí, làm lồng này À, cái con này chắc tọt ra đấy, ăn rồi tọt tọt lại. Nó cái chú cho giờ nào bây giờ ngả đâu là. Để cho tớ. Ừ. Cả đây, cả đây, cuối Đây, cầm đi. Đấy, chắc là khả năng là phải xuống tận dưới dưới kia mới có anh em ạ. Xuống dưới kia mới có. Ở gần nhà này không có tổ kiến đâu. Nhưng mà không biết mùa này có trứng không? có chứ, mùa nào cũng có. Mùa nào cũng có. Đấy, tổ kiến trên mình nhiều lắm anh em ạ. Đâu cũng có, chủ yếu là nó phải gặp mình phải gặp được tổ to thì nó mới có nhiều trứng cơ. Như trên này có một tổ này anh em ạ. Đây này. Đấy, ở kia có một tổ nữa này. Cái chặt này bây giờ con mẹ nó ra nhiều lắm. Lại kia này nó không không biết đốt đâu anh em, nó chỉ chủ yếu là cắn thôi. Ôi, chú không lấy cái gì ấy à, thì nó bu vào người cắn anh là cái số tờ gõ quyền năng lượng dựa lửa đây có đây này anh em kiến đen này kiến nó toàn tha cứ trâu rồi nó tha cứ trâu đi làm mà tổ ấy ở đây nhiều cực riêng cái gì riêng kiến ở đây rất là nhiều anh em nhé. Mua rồi. À, có mùa này vẫn có trứng anh em ạ. Úi. Nhưng phải có được cái gì chú phải lật chú phải chặt dài vào cái này ấy. Chặt dài vào xong rồi mình cầm lắc lắc là con mẹ nó ra ấy. Nó bắn chắc quá phải bổ ra chưa ra đâu này. Ô và mấy tổ vào trong một tổ này bé quá nhỉ. Bé quá. Tổ này bé quá. Nhưng mà cứ bụi rừng thôi. Xem nào, đây còn cái kia chào được chào không? Cây này thì chắc là cây này bé. Cây này bé. Cái trên đấy cọ tí thôi. Cái kia. Cái kia cũng bé, cái kia nó kia chặt tí. Họ nói đi đi xuống kia xem đi. Ừ. Thấy cây nhiều đấy. Có phải cái này đâu? Cây này là cây kia. Cái tổ nó tổ nó muốn tạo nhỉ tổ nó tạo ừ, nhưng phải chặt lên tận trên cơ chặt ngọn bé thôi. Đây, tổ trên này này anh em ạ cứ để đấy để ngoài chứ người ta vào người ta bảo ui sao cho trứng nhiều thế này anh em nó ra nhiều lắm rồi. Đấy. Có con nó là thả kiến chạy rồi là thả trứng ấy. Không đi dưới kia cũng nhiều nhờ. Đấy, dưới kia nhiều mà trứng kiến nhiều hay xuống kia chặt để cái này đấy ừ, dưới kia nhiều anh ạ dưới kia rất là nhiều thôi bây giờ mình xuống kia chặt những cây nào nó ở thấp hơn nó mới dễ để tìm những cây cao này phải trèo cơ ok cái đấy để đấy đi. Đây lại có hai tổ rất là to anh em này. Trên này có hai tổ rất là to mà khá cao, đang đợi ông chú trèo lên chặt đấy. Trèo cây như con khỉ. Đấy. Ui nhìn chắc nhiều con mẹ lắm nhỉ. Nhiều lắm. Đông quá. Nó tổ to nó phải đông chứ. Đông cái cây cao thì khó đi. Ừ. Đấy, cái lại là trứng kiến anh ạ, kiểu trứng kiến gì cũng thế rồi nó cho chim ăn nó cực kỳ
cực kỳ bổ luôn anh em. Quanh cái đây, cái này lông lắm. Cái tổ to to vừa mới chặt xuống anh em. Đây. Nhiều này thì trứng chắc nhiều. Đang định bảo cho con mẹ nó lan ra ít anh em. Đây này. Nó lan ra, để cho nó lan ra xung quanh đã. Để cho nó lan ra xung quanh bớt xong rồi mới đấy. Đấy, nó cắn không ngứa mấy đâu nhỉ chú nhỉ? Ngứa không ngứa đâu mày. Không phải lại đỏ như mấy ngứa nhỉ. Ui, cái kia thì cắn đỏ kia ngứa. Ngứa luôn. Cứ lấy cái gì có gõ tí nữa mẹ nó ra nhiều hết rồi mà. Để này thì nó khác chạy. Ừ. Lại chứng kiến ở chân mình nhiều cực anh em ạ. Chỗ nào cũng có. Đây này, như anh em xem này. Đấy, chỗ này có một tổ này. Chỗ này cũng một tổ cả. Chắc chỗ anh em chắc chắn cũng sẽ có nhiều. Mình cứ bổ được cho ăn là chim nó căng lắm. Chim nó hot tốt, dòng trà lửa. Đấy, chú ở dưới này không có sâu ấy. Chú vào cá bằng cái loại này cũng chim cũng ăn mà. À, cái này cũng vào, chú vào cá bằng loại này chim cũng ăn luôn. Chú biết là cái này ăn này chú lại không mua sâu. Trà lửa ăn lại loại này tốt cực luôn. Khó lấy. Có khó lấy gì vậy? Chú thấy một đây chú tầm một tuần cho ăn một tổ này là thoải mái rồi. Ừ. Như hôm nay mình lấy một hai tổ to này thôi chắc nó phải được gần một hơn lạng rồi anh ạ. Tổ nó chắc phải được hơn lạng ấy. Một tổ chắc là lạng nữa. Một tổ đập ra chắc phải được tầm lạng. Chú phải lấy cái lá cây. Chú lấy cái lá cây vào, chú để xong con mẹ nó bù hết lên lá cây xong chú lấy cái lá cây ra vứt đấy. Đây, cái lá cây chú vừa chặt đấy. Này trước cháu bổ nhiều rồi. Cái này. Cháu bổ dưới này cháu bổ trước cháu bổ dưới này cháu bổ 5 số tổ đi rồi. Ê, chú chú chuyện là sao lại nhiều rồi chú thấy. Thế rồi. Đấy, chú cứ để như thế, chú để lá cây vào đây, nó bù hết lên lá cây xong chú lấy lá cây vứt đi, thế là nó chạy hết rồi mà. Đấy, mấy hôm nay trên mình bắt đầu mùa sinh sản anh ạ, mùa sinh sản thì thôi mình chim mình không đi đánh nữa, đánh ít thôi. Thì thoảng đi kiếm mấy cái này về cho chim ăn. Rơi nhiều nha. Ô, đập phát ra nhiều nhỉ? Ui, ra nhiều lắm. Ôi. Này, tía đường này toàn kiến rồi anh em. Ôi, nó gắp trứng ra nhiều lắm chú ơi. Này, nó gắp trứng ra nhiều rồi. Đây này. Nó mang trứng nhiều thật đấy. Ừ, nó mang trứng nhiều anh em ơi. Ui, đúng như quân nguyên. Thôi. Không, đập đi, đập cho nó ra đi. Đập ra đi, tí trứng ra hết đấy. Không, trứng nó... Tao mà ra được bao nhiêu đâu mà. Mình không cắt, chứ nó không ra được bao nhiêu đâu. Nhưng mà tí đoạn đường này á. Ui. Dính người đùn. Ai, ra nhiều cực anh em, rơi nhiều lắm. Này. Ông chú làm vừa đánh vừa đi. Rơi hết. Có ra đứng ở đây đâu. Rồi, nửa đây rơi hết rồi. Ừ. Rơi hết trứng rồi. Ừ, kệ đi, kệ nó. Nhưng mà nó mang cả trứng đi nữa. Nó tha trứng đi anh em ạ, nó tha trứng đi. Đây này, anh em xem này, nó tha trứng này, nhỏ này. Đúng như con nguyên. Nó tha hết trứng ra rồi. Ui, nó tha trứng nhiều lắm. Hơi kệ tí bổ ra, cho nó chằn chằn lúc không bổ. Đấy. Nó tha trứng đi nhiều quá nên là bọn mình chuyển sang lấy hun anh em ạ. Cái hun cho nó bớt tha trứng đi. Này, nó rơi trứng. Không, một tổ to nha anh xem, một tổ to như cái tổ cái nồi cơm này ấy. Nó phải được hơn lạng trứng rồi. Này cho trẻ ăn hay là vào cám kiếp thì vào thoải mái. Ui, tha trứng nhiều thật. Hôm nọ cháu lấy cũng lấy đốt như này xong rồi nó cháy cả cái tổ mà nó toàn kiểu cứt trâu ấy, nó là cứt trâu khô nó cháy tốt lắm. Cháy nhiều lắm. Hun sang bên kia đi, chú hun bên này đi.
Đấy, hơn mặt bên kia nữa. Có cái gì ở dưới này, đè ở dưới thì nó rơi vào dưới, dưới đi lấy con mẹ ra ngoài này. Đấy, lúc nãy cháu bảo là lấy từ bóng giải ấy. Cái này không có này. Đấy. Đây đi đông. Này, lấy hôn hôn. Bảo lấy tổ kiến mà vất vả quá anh em ạ. Cứ bảo đông như kiến, kiến nó đông quá, đứng chỗ nào nó cũng bu hết vào chân anh em. Bây giờ đang bảo giải lá vào cho nó bụi ít lên đó. Chúng nó rơi nhiều lắm anh ạ, nên bọn mình lấy cái bao này dại dưới. Nó rơi ra rồi nó vẫn cố mà tha trứng đi anh em ạ. Đây, trứng ở trong này này anh em xem này. Đây. Đúng như kiến thật. Cả hun khói này. Nó vứt xa vào, vứt gần đấy tí nó lại mà. Không có chơi gà đâu mày. Đúng như kiến. Đông nhảy khả năng chắc lấy một tổ thôi. Bây giờ? Ừ. Đấy, hai tổ này khó làm lắm, một làm một tổ nữa. Khó rồi, chắc một làm tổ, một ừ. Tổ sợ không được chịu ăn. Đúng rồi, một tổ này thoải mái ăn thoải mái. Giờ cũng có chim mấy rồi, còn hai ba con, hai ba con mồi. Anh em xem tổ kiến trên này cực kỳ nhiều. Ngoài kia có nhiều. Ở trên này không ai hay làm xôi trứng kiến mấy anh em ạ. Ở trên mình họ làm ít lắm, họ ít làm. Cái cây gì kia mà nhiều quả thế. Được. Cái kia cái... không phải quả. Cái dây kia là vài cũng giật cò à. Hôm kia là hoa cục mài. Trên này thì trên này máy nhỉ. Họ phát đi chú đi xem bảo đâu tổ kia to. Ông bảo đâu có. Anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông thông báo kênh mình nhé anh em nhé. Để bao giờ mình đăng video mới lên anh em mà xem, kể cả anh em mình có bổi các thứ. Cây mít của ông này mãi không có quả nhỉ? Có chứ. Có rồi á? Có 3-4 năm rồi. Có 3-4 năm rồi. Đây, kia. Ui, không chặt đâu, cây này chặt làm gì? Chặt hồng cây rồi. Ừ, hồng cây, không chặt đâu, tí. Hai cây. Ui. Cây này thì chặt được. Thôi, không chặt nữa. Ngọn gì bé, ngọn này to thì không dám chặt. Ui, em ơi, cái mít này sai thế, mình đang bảo là không sai quả, sai nhiều thế. Này, thì không buồn. Sai kinh khủng đấy anh em ạ. Anh em thích ăn xoài non chấm này. Đấy, nhiều người nó thích ăn. Đây là không biết là hoa hay là quả ấy chú Hoa. Cái này. Ừ, cái này này. Cái này. Ừ. Cái quả nó đậu ở trên ngọn này có thành đâu. Này nó kiểu là nó to bằng quả trứng gà thì nó rơi ra mà. Ừ, nó to bằng trứng gà không rơi á. Ừ. Chứ còn mấy quả thành ăn nó phải đậu ở những cái này này nhỉ, ừ. Những cái góc này. Góc này. Mà. Không nó mới ngon, mới ăn được ở đấy. Thối hết. Thối. Nhiều người nó thích ăn những kiểu kiểu xoài non này này. Không ăn. Nhiều người ăn được mà. Nhiều người ăn không chứ. Không biết được. Nhìn nó toàn nhựa này. À, dính mồm. Ừ. Ông trồng rất nhiều cây mít ở này lại anh em. Nhà anh trồng mít Thái. Mấy cây này thì đường 5 năm sao ấy. Cây nào đường 5 năm? Mấy cây này. Ừ. Bên kia nhiều anh em này, tổ kiến kia đầy mà. Đủ cây 3-4 tổ. Ừ. Trước cháu không biết, cháu tưởng là tổ ong cơ. Không biết này, tưởng nó là tổ ong ấy. Kiếm ít cao cao. Nhưng mùa này trên mình chưa cao cao anh ạ. Biết chỗ các bác có cao cao non nhưng chỗ em chưa có. Mùa này chưa có đâu. Mùa này chưa có, trên này có muộn. Bây giờ chỉ có tổ ở đây này.
tổ dế men. Tụ này là men. Ừ, tổ dế men. Non. Dế men bây giờ chắc có nhiều đấy nhỉ, dưới bờ sông này. Có nhiều nhưng mà bé. Mấy hôm nữa có dế men anh em mình lại đi lào đào dế men anh em. Có một tụ đây. Được. Nhiều. Đấy, cũng phải. Cái loại này nó còn bé nhỉ. Đấy. Ừ, đây. Dế men này. Đầu đấy. Chắc nhỉ? Dế mèn á? Ừ. Đây, chút thử đào xem to chưa? Đây không phải đâu. Đúng rồi. À ừ. Đây, mình đào dế mèn xem mồ này to chưa anh em. Nhưng mà nhìn cái tổ này chắc chắn là con bé rồi đây. Đây này, con này là con cái. Con đây, đây này. Con đường của này nó là nó không... Được không làm tổ à? Đấy. Được có chứ sao không có. Được không có tụ mà. Ít đất này chắc là nông thôi. Sao ấy. Đấy, mất dấu ngay. Mất dấu ở đây. Ừ. Đây, sang bên kia rồi. Ừ, bên đây. Đi đào tổ, đi chặt tổ kiến, gặp cả dế mèn mình bắt. Được rồi. À, con bé nhỉ. Đây đây. Đây, đây con bé nhỉ chú nhỉ. Bé lắm. Rồi lấy tay bắt xem nào, lấy tay bắt vào đây xem nào. Đây chạy thế này. Bé mà này. Bây giờ sao con bé nhỉ. Bé mùa tháng 4. Thân ăn. Cái loại này nếu mà to về nó phải to như ngón tay này anh em, nó là to hơn ngón tay cơ. Nó kiểu cái cờ cao kìa. Ui, đúng mùa này đây này. Mùa này nó vẫn chưa to được. Để vào trong túi quần. Còn bé. Đây để túi quần tí nát hết đấy. Thả cho nó to đi thôi. Thả cho nó mới lại vào đào. Đấy, bà tìm mà chứng kiến mà. Bà đi tìm chứng kiến nhưng mà đào cả dế mèn, có nhiều dế mèn lắm trong ruộng này. Khả năng nó nhiều này, kiến trên mình nhiều lắm anh ạ, tổ kiến trên mình cực kỳ nhiều. Nên là chắc là bọn mình chỉ chặt một tổ thôi, tổ to này với lại tổ bé trên kia. Ui, mấy nữa đến mùa kia thì cái này cực kỳ nhiều chút này, xem này. Một tổ này, hai tổ này, ba này, bốn này. Đến giờ nó lại đi chỗ khác à? Nó không đi chỗ khác nhưng mà nó cày ruộng này. À ừ nhỉ. Chỗ này là họ làm ruộng. Đây này. Chết rồi. Nhiều lắm. Nhiều cực. Đây ngày xưa chắc hẳn một ổ rồi. Đấy, đang mình đang bảo là đấy, mình đang bảo tổ kiến chết mình cực kỳ nhiều anh em này. Một cây này 5-6 tổ chặt thoải mái. Cái loại này nó khó lấy thôi chứ còn nếu mà lấy được thường xuyên thì chim ăn căng khỏi phải nghĩ rồi. Khó lấy lắm. Ui đây này. Tổ dế mèn này nhiều. Cái này quay thay đâu. Quay à? chú quay cho đi chị đi kìa. Vẫn thấy đấy. Ui, nhiều lắm. Đi, quay lên trên kia làm tổ kiến đi. Tổ kiến rồi xong lại về nhà anh ạ. Lên trên nhà chú. Cái loại kiến đen này thì nó được cái nó không đốt anh ạ. Nó không đốt, nó không biết đốt, nó chỉ gọi vào người thi thoảng nó cắn cho cái, nó cắn yêu cái, nó cắn sướng sướng ấy. Đây, tổ kiến cực kỳ nhiều. Rồi, đi làm tiếp tổ kia anh em nhé. Cái to vào. Nhiều quá. Cái mẹ cũng đông mà trứng cũng nhiều. Làm đi, tụi này tụi gì kia ra còn lại. Lấy mấy tổ này đủ rồi. Nhiều này rồi. Chắc phải đi lấy lá cây về, tớ bẻ lá cây về cho nó. Để vào trong kia, để vào trong kia cho nó ấy. Kiến là phải có lá cây các anh em ạ, phải có cây. Nó mới trèo lên cây, nó mới trèo bù lên lá để đi để bẻ được.
Đi lấy cái gì nữa? Nước á? Cái này cũng nhiều đấy nhỉ. Nhiều gì? Kiến á? Trong đấy có cả tổ kiến cơ. Loại này, loại này loại khác, loại này loại mùi, mùi này loại này mùi lắm. Cái này mùi không mùi. Loại này trứng nó mùi. Không ăn được đâu mày. Thành. Nhưng mà cái loại mà đang cho mình đang lấy cái loại này ăn ăn được mà người còn ăn được ấy. Sau hơn một tiếng vật lộn giờ mới lấy được này em. Này. Nó đốt không đốt nhưng nó cắn dai thôi anh ạ. Nhặt những con mẹ nó ra đó. Này mang làm ăn ngon đấy nhỉ, nhìn. Ừ, ngon đấy. Ừ. Nhìn gọn nét luôn. Ừ. Đấy, bây giờ lấy đổ vào trong cái, đổ vào trong lọ này. Xong về. Đây, em xem này. Đấy. Đúng rồi. Nó nhìn ngon như này cơ mà. Nó gần giống như kiểu là cả tổ mối đấy em. Tổ mối nó cũng như thế. Mưa này, lạnh rộng, khó khen không nhé. Nó toàn tìm người treo thôi. Đường nhiều không tìm được. Yeah. Đấy, rõ ràng đất rộng rãi mà nó không thích đấy, nó cứ toàn vào người thôi. Ừ. Được rồi, thế cũng được rồi, chú cứ bắt cho vào kia đi. Cho trong chai đi. Đấy, để cho cơm đi. Để đất, khó đủ không? Gần chai luôn nhỉ? Được gần chai luôn anh em ạ. Thế phải chẳng hai, phải hai lạng. Phải hai lạng. Chắc cả được vô lắm ấy. Chú cứ đổ hết đi, đổ hết. Còn mấy cái dinh dinh kia không lấy nữa. Thì chết rồi. Được, được. Đây. Lôi hoài mãi cả. Thấy đúng. Đây. Lôi hay cả sáng mới lấy được bằng này chứng kiến anh em. Bằng này ăn thì đúng người ăn. Cái này nếu mà để làm ăn phải đủ đủ một người ăn rồi, nhưng mà cho chim ăn thì nó phải đủ con tuần anh em, cái này đủ một tuần nó không nở được đâu, để này về nó không không nở được đâu. Đấy, còn con mẹ nó trong này còn vài con, nó không chả ăn được mấy. Đây này anh em xem này. Đấy, cái này thì đây, lần sau chú cứ đi tìm loại này về cho chim ăn, chim căng nhiều mày. Lịch anh em mình chỉ lấy một tổ đấy anh ạ. Lúc đầu bảo tưởng là có nhiều thì mình định, bọn mình định lấy nhiều cơ, nhưng mà khó lấy lắm. Cái này lấy một tổ thôi, chú còn bảo khó lấy hơn cả, khó lấy hơn cả tổ ong. Này là cái túp gì kia này đây. Hả? Thôi lấy một tổ thôi. Để thế thôi. Mấy ngày đấy nhỉ? Để mấy nữa lấy, mấy nữa có chim nhiều rồi lấy. Bây giờ chim nhà cũng đang hết, lấy ít thôi. Nó cũng khó lấy, mấy nữa lấy đồ xuống lấy đàng hoàng. Lấy cái mình phải lấy cái một cái khay đây xuống lấy các anh em ạ. Lấy khay xuống lấy thì đập trứng vào khay nó mới không hỏng nhiều, với lại nó dễ đập hơn. Này bây giờ toàn người toàn kiến bu đây, người toàn kiến bu. Đấy. Anh em nhá, trứng kiến này này. Thế chắc đi về đây nhỉ chú nhỉ? Về đó. Đi về thôi. Đây lấy đậy nắp nó vào. Cái này đậy nắp nó phát vào, cái này kiến không bao giờ bò ra được đâu. Cốc xe đi, lát lát nó hỏng hết đấy. Cho treo vào xe rồi. Tí bóng, đây chú cho tí bóng. Chú mà, cháu lấy xe. Đấy, chú treo xe không được mà, treo xe không đi luôn thôi, bây giờ về thôi. Xong xem cái tổ trên kia xem, nếu mà cái mẹ nó ra hết thì mình lắc nó tổ trên kia. À, lấy cái này đi đó nhỉ? Cầm cái đấy theo xem, nếu mà tổ trên kia nó lắc hết thì lại lấy tổ trên kia.
Ok anh em nhé, thì mình cũng kết thúc video này ở đây thôi. Thì anh em nào chỗ gần nhà anh em có chứng kiến, anh em cứ thi thoảng đi lấy chứng kiến về cho chim ăn anh em nhé. Lấy nó hơi khó lấy thôi. Đây, chú chó mình vật lộn từ sáng phải hơn tiếng chặt từ cái cây kia mà lắc dọc theo dọc đường vào đây mà kiến nó không hết. Đấy, mãi mới hết được anh em ạ, mãi mới lấy được con kiến mẹ ra hết, mới lấy được trứng về. Thì mình cũng kết thúc video đây thôi. Thì anh em sau này anh em vào cám anh em cứ vào bằng sâu cũng được, mà vào bằng chứng kiến cũng được anh em ạ. Thì anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ chó mình nhé.